ơi. Đó, bởi vì người ta nói hả, không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết cái áp cạn mặt thôi. Xinh lung linh vậy mà có hai like vậy hả trời. Có cái tấm hình mà hả, cái con quà nó bắt chí với bà ngoại đó thôi mà 1000 like. Bé Bông ơi. Trời, cái gì vậy? Trời ơi, bé Bông. Dạ? Sao nhà lau nhà không lau khô vậy, tôi đi trật té vậy? Ở nhà tối ngày cầm cái điện thoại không à? Trời ơi, em tưởng sạch rồi, ai biết đâu. Rồi cái gì? Nói. Ôi bánh đâu vậy? Trời ngon không? Trời ơi, cũng không chứ. Đây, đây chính là món quà mà anh hai tặng cho em yêu. Em đi bên em hả? Trời, nhưng mà đâu phải sinh nhật em đâu. Nhưng mà mình tưởng tượng là sinh nhật đi. Thế anh hai tốt với em không? Anh tốt với em vậy? Ủa chứ em học học mẫu giáo không nghe câu thơ mà hả cô giáo dạy mình hả? Dạ câu gì? Làm anh khó đấy, phải đâu chuyện đùa à. Với em bé gái phải người lớn cơ, khi em bé khóc khóc đi khóc đi anh phải dỗ dành. Ây à, mẹ cho quà bánh ai ra đây anh dành ăn luôn. Hả hả anh giỡn thôi chứ cái bánh là anh cho em nè, ăn thử đi. Bể cái bánh của em rồi. Ừ. Trời ơi, ngon quá à. Nhưng mà tao nay anh hai tốt quá nè. Bình thường nó hả mua về hả toàn nó hả giấu mình ăn trước không à. Hôm nay cho em ăn trước luôn ta. Bởi vì á cho em ăn trước nếu mà có ngộ độc thì em chết trước. Sao anh ác em vậy? Không có, anh giỡn thôi mà. Mấy bánh này đâu ra không? Đâu ra? Hoa khôi của xóm mình, Nguyễn Thị Hoa. Người đẹp nết, đẹp người, nói chung tất tần tật rồi công dung ngôn hạnh rồi đẹp hết. Cái bánh này. Ừ. Của con Hoa. Hoa. À. Gì vậy? Mấy Bông. Đau bụng quá. Gì đau bụng? Ôi da, đau bụng quá. Ờ, em có sao mấy Bông? Ây da. Mấy Bông có sao không? Nãy đang bình thường ăn cái bánh này vô đau bụng nè. Vậy hả em? Ờ. Vậy hả em? Vậy hả em? Diễn hả? Diễn hả? Đang đánh em. Sao học đi diễn luôn đi. Anh ăn một cái rồi không có bị gì hết. Cái đưa cho bà ăn, nghe nói con Hoa làm cái giả bộ đau bụng đố kỵ với người ta. Đố kỵ gì? Thì mình thua người ta, mình chịu đi, mắc gì đố kỵ. Ủa thua gì thua? Mắc cười quá. Ba bánh này dễ ẹt. Xin lỗi anh, tại em thèm làm thôi chứ em làm hả bánh của nó bít cửa. Em học 8000 năm nữa không về em làm được như người ta đâu. Thấy người ta tốt mà phải học hỏi người ta. Có đâu mà tính tình đố kỵ kỳ cục kỳ đời hả? Mắc gì em phải học đâu nó. Trời ơi, bây giờ không những ta làm bánh được nha, bánh bông lan chuyện nhỏ, đổ bánh xèo ăn là nhất cái. Nhất cái gì? Xèo có gì đâu ghê gớm. Bây giờ hả điện tôi bển rồi hả, nó 5 phút nữa thôi là có bánh xèo. Bây giờ qua bển anh ăn bánh xèo luôn. Không được đi nha. Ở nhà luôn. Không được đi. Ở nhà đi, anh ăn bánh xèo. Anh không được đi nha. Em cho anh ăn bánh xèo. Anh nói lại. Anh Tý, anh đi đâu vậy? Thấy chưa, trời ơi, như một cô tiên xuất hiện vậy đó. Đây, bánh xèo đây, tên bèn ngon không? Thấy chưa, thấy chưa. Nó qua nhìn cái bánh xèo người ta kìa. Ai mượn đem bánh qua nhà tôi vậy? Ờ thì tôi làm nóng hổi nè, tại vì anh Tiến nó thích ăn quá, sẵn nhà tôi đang đổ, tôi làm qua cho nhà mình ăn luôn nè. Ừ, ngon mà, thôi ngồi xuống ăn chung nè. Ừ, ngồi xuống chung có gì? Tôi bị diễn bánh xèo đem về. Thôi em ăn thì anh ăn mắc cười quá. Ăn được rồi, đem tí với bắt trai bắt thái ăn chứ. Thì im đi, anh hai tôi bị diễn bánh xèo, mà ba má tôi cũng diễn bánh xèo. Nói chung là chòm sớm hôm nay diễn bánh xèo heo, nhà tôi cũng bị diễn bánh xèo. Thôi đi, cái con nhỏ nó xấu mà hay đóng vai ác ghê trời. Tôi diễn bánh xèo nào? Em biết. Tờ. Em biết nè, tại anh không biết thôi. Hả? Giờ sao về kìa vậy? Tôi nói cho bà biết nha, bánh xèo này không phải chỉ một mình bà làm được đâu, tôi cũng làm được. Hả? Được không? Để rồi coi. Giờ mình phải làm sao đi trời. À, 37. Quá đã. Quá ngon, mình nhìn mình còn thấy ngon đó mà. Lát nữa anh hai mà ra thấy hả, hết hồn liền. Đâu có ngờ là mình làm được cái chuyện này. Em ơi, em muốn đi ăn gì đây? Ăn chè hay là bánh xèo? Trời ơi, trên lầu mà nghe cái mùi bánh xèo, chắc chắn là Hoa đã qua đây. Hoa ơi, Hoa. Hoa nào? Hoa. Ủa, Hoa làm bánh xèo chứ ai làm? Bộ con mình Hoa mới làm được bánh xèo à? Mẹ của Hoa làm đúng không? Ủa, bộ con mình gia đình Hoa là làm được bánh xèo hả? Ủa, chứ bánh xèo này ai làm? Con Bông cũng làm được vậy. Xạo. Sao đánh em Hoài vậy? Làm biếng như tôi vậy đó, làm được bánh xèo. Nãy giờ em làm hả, đổ mồ hôi trôi nước mắt luôn. Em làm hả, nó bánh xèo hả, mà đến nỗi mà mỡ đó nó văng hả, muốn hỏng luôn á. Mà giờ anh hai nói không phải em làm. Phải không? Anh hai phủ công em. Sao ta nghe mùi xèo vậy? Trời ơi, làm
xong tao phải rửa vệ sinh chứ. Ủa bé Bông, nói tao không làm. Bé Bông, kỳ quá. Bông, nó sẽ em làm á hả? Em làm với ai? Thôi ơi, sao mà giỏi dữ vậy trời? Sao? Trời ơi, con cảm ơn tổ tiên, cảm ơn thần phù hộ độ trì của mình, em nó giỏi quá. Sao mà bây giờ em hết làm biếng hả cưng? Làm biếng gì? Tại nào giờ người ta không muốn làm thôi. Chứ giờ người ta chỗ tài giờ ăn thử đi. Giờ ăn nha. Ăn đi, ăn đi. Nó nóng quá, không biết cái mùi vị của em gái làm như thế nào. Tiếng mắm thử trước. Ngon không? Ôi trời, ngon quá vậy. Ngon quá phải không? Ăn bánh xèo đi. Trời ơi, ngon quá. Xèo, xèo, xèo. Gì vậy? Ăn bánh xèo đó phải xèo xèo. Trời ơi, minh họa quá vậy. Trời ơi, chứ sao anh ăn không? Còn né rồi, phải té rồi chứ nè. Trời ơi, càng ngày nó càng duyên dáng. Trời ơi, em gái anh sao mà nó duyên dáng dễ thương mà ăn bánh xèo. Ăn đi anh. Ngon không? Dài, ngon, ngứa mắm. Được. Em làm mà. Ăn miếng rau đi. Rau xanh, ngọt, hợp vệ sinh. Trời ơi, ăn một miếng chua thấy đã luôn á trời. Con bé này sao mà nó làm đồ ăn ngon thiệt là trời ơi. Bánh xèo mấy cái mùi vị này quen quen thì ăn ở đâu rồi nè. Ăn ở đâu rồi mà không có nhớ thiệt á. Ngon quá. Ăn một cuốn nó mới nhớ cái mùi vị ở đâu nè. Ngon không? Quen cái mùi. Nhớ rồi. Sao đi anh? Cái gì mà bậy? Ờ, cũng mà bậy. Hả? Ăn đi, ăn đi. Bà gì cũng được. Bà bậy em cũng có cho bà ăn rồi. Trời quá ngon con bé bánh này. Bánh ngon lắm. Ăn đi. Thường thường người ta nấu là người ta không có ăn. Anh ăn đi. Ngon rồi cứ ăn cho hết đi. Rồi ngày mai giờ em nấu tiếp hả? Sao? Muốn gặp Tào Tháo liền. Hả? Sao gặp Tào Tháo? Ây da, sao đau bụng quá vậy? Trời ơi, cứu mà ăn đi trời ơi. Trời sao ơi. Vậy? Ây da, trời ơi. Cái gì vậy ta? Tào Tháo ơi. Anh ơi anh. Ủa? 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 Anh Tí, anh bị cái gì vậy? Trời ơi. Cái gì vậy anh Tí? Sao vậy? Trời ơi. Cái vụ gì vậy? Sao? Đau bụng quá, bánh xèo ở đâu? Trời ơi, nấu hồi nào đau bụng quá vậy? Ủa, bà mới chiên bánh xèo á hả? Trời ơi, làm tôi tưởng đâu là bà chưa chiên, tôi định đem một đồng qua cho bà đó chứ. Trời ơi, bánh xèo này mua bột ở đâu vậy? Mua giá ở đâu? Dạ. Rồi làm nước mắm làm sao? Trời ơi, sao đau bụng quá vậy? Ai biết đâu rồi đó. Sao mà làm mà không biết? Em đâu làm. Chứ ai làm? Bà Bảy đầu sớm mà làm đó. Hả? Em mua cho anh hai ăn á. Trời ơi, nói mùi vị quen quen đó. Trời ơi, tao phóng phi tiêu mày liền. Tao phóng phi tiêu mày liền. Gấp cái mỏ, gấp cái mỏ liền. Bình tĩnh đi. Gấp mỏ em gì? Nghĩ gì sao vậy? Hả? Em không có hại anh hai đâu. Chứ ai hại? Cái bà này hại anh hai nè. Hả? Là sao? Ủa sao tại tôi? Ai biết bà giỏi hơn tôi chi? Vậy là do bà đố kỵ với tôi nên bà cố tình mua bánh xèo dịch cho hại anh bà vậy đó hả? Trời ơi, người ta tốt, người ta giỏi hơn mình. Phải coi là tấm gương để mình học hỏi chứ. Có đâu mà đố kỵ ghen ghét người ta. Cái tật này là phải trời ơi, phải bỏ lòng heo mà thả trôi sông mới được. Hai với hả, gia đình mình cứ đem em ra so sánh với lại bà Hoa. Em thấy ghét quá nên mới làm vậy á. Ừ, bây giờ đau quá rồi, chịu hết nổi rồi nè trời ơi. Thôi được rồi, bây giờ anh hai đừng có tức giận nữa. Em biết lỗi của em rồi. Bây giờ anh hai ngồi im đi, em chạy đi ra ngoài tiệm thuốc, em mua thuốc sổ cho anh hai uống. Nghĩ sao mà muốn sổ, muốn banh luôn rồi mà cũng đi mua thuốc sổ làm chi? Trời ơi, mua thuốc sổ uống cho sổ độc. Thôi đi. Bây giờ cái quan trọng nhất là bây giờ đã hối lỗi của mình chưa nè. Em hối lỗi rồi. Thì em xin lỗi. Tôi xin lỗi bà, mai mốt tôi không có đố kỵ với bà nữa, được chưa? Trời ơi. Hứa hay là chửi vô khuôn mặt người ta vậy? Thành khẩn chút được không? Tôi xin lỗi. Bước ra đây. Cái gì vậy? Trời ơi, thở hồng hệt. Cái gì vậy? Trời ơi, mặt